Hôm nay anh Lâm dọn kho nha, dọn kho đồ nam. Lòi ra là mấy chục quần lẻ sai. Mẫu quần này là bên em, cái mạc này nè, cái mạc Nhật này nè là bên em bỏ mẫu rồi, bên em chỉ về cái mạc chữ màu xanh thôi. Cái mẫu này là em chỉ còn size L thôi, là tầm mấy anh nam tầm 55 đến tầm 60 63 kg mặc vừa đó. Em sale mẫu này 10 cái. Nè, nó có màu đen nè. Màu xám. Màu đen, màu xám, màu xanh đen. Chỉ còn xanh lờ thôi nha. Đó, màu đen, màu xám, màu xanh đen. 10 cái. Em lấy 10 cái, em lấy em chọn đủ màu đó. Là em bán 10 cái 150 ngàn. Hiện tại em đang bán sỉ cái mẫu này mà cái mạc màu xanh lá là em vẫn còn bán cái mẫu đó nha. Nhưng mà mẫu đó thì em bán đủ size. Thì nó đang là 240 một lóc 10 cái. Bán lẻ là phải tầm 400 mấy á. Thì cái mẫu này em chỉ còn mua đúng một size, nhưng mà cái mạc Nhật này nè em không còn bán nữa. Đó, size L thôi. Nó còn nè, nó còn size L những cái kiểu như vậy nè, nè kiểu này nữa nha khách. Đó, em vẫn bán đồng giá 10 cái là 150 ngàn nha. 10 cái 150 ngàn, 10 cái 150 ngàn. Đó, cứ đây. Cái mạc này là hiện tại đang bán 250 nè, lẻ size nè. Bán còn có 2-3 cái thì thôi em gom chung luôn. Tại vì cái kia em bán lố 10 cái thôi mà không biết sao nó lẻ ra mấy cái như vậy. Đó, đủ thứ lưng hết. Size L nha, tầm 55 đến tầm 62-63 kg nha khách. 10 cái là 150 ngàn. Chắc được khoảng gom cả 2-3 lố gì thôi à. Em bán 10 cái nha, không có bán ít hơn 10 cái. Em bán 10 cái 150 ngàn. Khách nào mua thì inbox cho em nha. L chị em. Tại tưởng mua quần lót L chứ đang sale quần lót 10 cái 150 ngàn nè. Size L. Còn chắc khoảng 3-4 lố gì đó. Màu toàn màu tối thôi, mấy cái màu này là dễ mặc lắm luôn nè. Mua ở ngoài cũng 4 mấy ngàn cái rồi. Bây giờ em hên á là bên em lẻ size rồi bỏ mẫu thì mới có giá đó thôi, chứ hàng mới thì làm gì có giá này. Đây, em quay trực tiếp lên cho khách coi luôn nha. Em chọn lấy màu ngẫu nhiên với lưng ngẫu nhiên nha khách. Quần thông hơi nè đó. Em lấy màu ngẫu nhiên, lấy lưng ngẫu nhiên nha. 10 cái size L là 150 ngàn.